Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Báo Nam và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay video về hai mẫu xe điện đình đám nhất hiện nay ở trên thị trường Việt Nam. Đó chính là mẫu xe điện Gian đời 2014 và Gian Blue đời 2015, tạm gọi là Gian Blue các bạn nhé. Trước mặt các bạn đang là hai màu trắng và màu đỏ. Về cơ bản đây mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt luôn là về hệ thống đèn pha được đặt lên cao này, của Gian đời mới được đặt xuống thấp này. Tiếp theo là về màu xe thì Gian Blue đời mới là sẽ sơn màu chắn bùn trước và chắn bùn sau cùng một màu với cả màu toàn bộ xe, còn đời cũ là chắn bùn trước và chắn bùn sau đây là màu đen các bạn nhé. Đây trước mặt các bạn là xe màu trắng, còn xe màu đỏ thì là các cái viền trắng là đỏ, còn chắn bùn trước chắn bùn sau là đen. Và có hai cái khác biệt cơ bản nữa các bạn nhìn thấy, đó là cái đuôi đèn đằng sau, các bạn nhìn thấy không, đèn đằng sau của Gian Blue đã được vuốt nhọn hơn và các bạn được nhìn thấy vuốt nhọn hơn rất nhiều, còn của Gian S 2014 thì rất là tròn. Và cái thứ ba là các bạn được nhìn thấy là yên này. Đây yên của Gian đời cũ hai người ngồi sẽ là rất là ngắn, còn đời mới Blue rất là dài, bạn nhìn thấy kia tay khách cũng khác hoàn toàn luôn, ngồi rất là dài và thoải mái. Còn về thông số kỹ thuật thì động cơ và ắc quy vẫn giữ nguyên như vậy, không có gì thay đổi, động cơ vẫn là như vậy và ắc quy vẫn 4 ắc quy 20 ampere. Như thông số kỹ thuật của nhà cung cấp thì động cơ của xe Gian là 500W các bạn nhé. Và cái cải tiến thứ ba các bạn có nhìn thấy đây, đó chính là cái đây là cái báo điện của Gian đời 2014 và bên này của Gian 2015 thì nó sẽ được chuyển lên đây. Đây là báo điện tại đây và đây là nút Eco Sport không nhanh chậm các bạn nhé. Vâng, vậy là mình đã giới thiệu sơ cơ bản qua những cái dấu hiệu, những cái cải tiến mới của Gian Blue và Gian 2014, tạm đặt là Blue thôi nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ đến sự trợ giúp của các bạn kỹ thuật, các bạn đi xe hướng dẫn các bạn là thứ nhất là đi xe trời mưa, thứ hai là tháo lắp ắc quy và thứ ba nữa là mình hướng dẫn sử dụng luôn. Rồi hai người vào đi, em ở vào đợi nút. Điều đầu tiên mình phải hướng dẫn các bạn lắp ắc quy này. Đây là một hộp ắc quy đã được lắp xong này, các bạn có thể những người tiêu dùng có thể nhấc tay đặt vào này, em nhấc tay em đặt vào cắm các bạn nhìn ắc quy sẽ được cắm tại đây, đi gần đây một tay nguồn cắm lại dưới gầm đây, rồi ok cắm dính thì khắc phục tuột. Để cẩn thận hơn thì các bạn có thể sử dụng băng dính nhé, ngoài ra thì không cần cũng được, nó đỡ tuột ra nguồn. Rồi đấy là vị trí các bạn cắm tắc nguồn. Xin nói với các bạn luôn là bộ bình ắc quy 20A này sẽ được bảo hành tại cửa hàng xe điện Suzuki ạ, Suzuki 191 Tôn Đức Thắng trong vòng 1 năm. Khi các bạn mua hàng từ đây thì các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm, đổi mới 100% các bạn nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã lắp xong. Và xin nói luôn cái tuổi thọ của bình ắc quy này là được tầm 2 năm. Và cái quãng đường đi được cho một lần sạc của xe này lên đến là 70 km cho một lần sạc. Tốc độ tối đa là 35 km đến 40 km. Vâng, vậy bây giờ các bạn đang đặt bình ắc quy xuống. Rồi, em lại nắp này là hoàn thiện một chiếc xe đi. Các bạn chú ý rằng là cái xe Gian này khi lắp ắc quy này vào sẽ phải rất là nặng ở khu vực này này, thì nặng xuống thì mới là đóng được bình lại nhá. Cho mọi người khách hàng thường nhìn thấy lạ lạ thì thấy hoảng hốt, nhưng mà thực tế đó là độ chính xác nó cao nên phải tì nặng xuống mới đóng được. Rồi ok. Bây giờ là em thì hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. Thứ nhất là mình xin nói qua với các bạn là có hai khóa từ khóa điện, khóa ổ cắm điện đây. Hai khóa này hai khóa cùng như nhau cùng một chức năng, đây là bật on là bật này, off là tắt này, lock là khóa cổ. Em quay khóa cổ đi. Bây giờ mình sẽ quay ra, mình các bạn phải quay nghiêng sang một bên nhé, rồi mình quay được rồi. Ok, đây là hiện tại đang khóa cổ rồi, mở khóa cổ. Rồi ok, sau khi mở khóa cổ thì bạn sẽ bắt đầu khởi động xe này. Các bạn nhìn này, khi bật lên này, đây là đầy điện nhé. F là đầy và khi đến về đến E là hết. Và đây là nút Eco Sport nhanh và chậm này. Bên này là xi nhan, đấy là còi và đây là xi nhan trái. Rồi, xi nhan phải. Công tắc xi nhan phải đây này. Còn đây là công tắc đèn các bạn nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ làm nhờ bạn kỹ thuật bạn đánh ga thử để các bạn nghe tiếng động cơ này. Em ga đi. Ga mạnh đi. Các bạn nghe thấy một cái tiếng kít kít nhỏ, đấy là tiếng má phanh nhá. Bất kỳ xe nào trong một tuần đầu sử dụng sẽ đều có tiếng má phanh mới như này. Em ga mạnh hết rồi. Hiện tại là mình sẽ hướng dẫn với các bạn là tháo dây hạn chế tốc độ của xe này luôn. Thì dây hạn chế tốc độ của xe Gian M133S Blue được đặt tại vị trí này.
từ cái đầu nữa. Mỗi xe nó thò ra kìa mà. Đây là gì rồi? Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy một cái nắp tốc độ đấy, các bạn sẽ phải rút ra. Ở bất kỳ xe điện nào đều có dây hạn chế tốc độ, các bạn nhìn đây. Các bạn sẽ rút một cái dây này ra. Rồi ok, phải bỏ hỏng. Đây là tốc độ gần nhanh, em ra hết cửa đi. Rồi các bạn nhìn thấy tiếng động cơ của ra màu 3F rất là êm. Vâng, êm ru. Ok, khi mà cắm dây hạn chế tốc độ vào thì nó sẽ đi chậm lại. Rồi ok, xong rồi. Mình xin nói qua là khi bắt đầu khởi động xe mở cốp ra. Bây giờ em mở cốp ra. Cốp của xe gian M13S vào nút có thể để cho các bạn được một búa ở hiểm. Đây là phụ kiện sạc và sách hướng dẫn sử dụng. Rồi ok. Và các bạn chú ý nhé, sạc các bạn sẽ cắm tại vị trí này. Và dưới đây là automat của xe. Automat này có tác dụng ngắt điện đi và nó ngắt toàn bộ hệ thống điện của xe. Khi các bạn đi đâu gặp trở ngại lớn hoặc gặp một cái nguồn điện lớn, tải lớn hoặc xe nó không đảm bảo an toàn điện, nó sẽ tự động ngắt automat các bạn nhé. Đây là một cắm sạc. Rồi các bạn xem, một đầu thì cắm vào đây này. Và một đầu thì cắm ra ngoài ổ điện. Các bạn chú ý là khi cái đèn điện ở đây nó màu đỏ là đang sạc và màu xanh là sạc đầy các bạn nhé. Thời gian sạc của xe là từ 6 đến 8 tiếng. Ok, sau đây mình xin nói qua một cái hướng dẫn sử dụng là khi các bạn sử dụng xe này. Các bạn nên nhớ rằng là ở tay phanh này nhé, nó sẽ có một cái công tắc ở đây, nó là công tắc tự ngắt. Khi các bạn sẽ bóp phanh này, ga thì không đi được. Em ơi lấy cái khóa đi. Bây giờ các bạn nhìn cho mình, sẽ mở khóa này. Rồi, em bóp phanh em ga đi. Bạn thấy không, bóp phanh và ga xe không hoàn toàn không đi. Đó là một cái điểm cơ bản nhất của xe đạp điện mà khiến nhiều người đang đi xe máy thì bơ ngơ. Khi em mở phanh ra, em ga, xe đang đi. Rồi các bạn thấy chưa? Đấy là cái điều cơ bản nhất, nhiều người xe khách hàng của mình khi mua xe đều gọi điện cho mình và mình xin giải thích luôn tại đây. Rồi, ok vậy.